Mr. PT hết kể chuyện lịch sử xin chào các bạn. Chúng tôi trân trọng gửi đến các bạn hồi ức của Đại tướng Võ Nguyên Giáp qua tác phẩm Đường tới Điện Biên Phủ do Hữu Mai thể hiện. Phần 9 về Đồng Bằng Từ chiến dịch Hoàng Hoa Thám về, tôi tới gặp anh Trường Trinh. Đồng chí Tổng Bí Thư vẫn vui vẻ như những lần tôi từ mặt trận trở về. Ở anh là sự kết hợp giữa tính nguyên tắc, cẩn trọng của nhà cách mạng được tôi luyện qua nhiều năm hoạt động bí mật với tính đôn hậu trung thực gần như bẩm sinh là một hình ảnh không thay đổi lúc nào cũng mang lại sự ấm áp va tin cậy suốt chiến dịch báo cáo gửi về trung ương rất đều đặn anh trường trinh đã biết rõ việc tiêu diệt sinh lực địch trong chiến dịch còn hạn chế anh hỏi tôi anh đã nhận được nghị quyết tháng 3 của trung ương chưa tôi đã nhận được hội nghị trung ương họp lúc tôi đang ở mặt trận nghị quyết trung ương một lần nữa lại xác định cuộc đấu timh của ta là cuộc đấu tranh trường kỳ và gian khổ và tự lực cánh sinh là chính đảng ta đã nhìn thấy con đường phía trước còn nhiều trông gai tôi báo cáo với đồng chí tổng bí thư những nguyên nhân dẫn tới kết quả rất hạn chế của chiến dịch anh trường trinh nói đánh nhau thể nào cũng có trận được trận không mình khôn nhưng phải nghĩ địch cũng khôn. Mình đã diệt hai binh đoàn địch ở biên giới, vừa rồi suýt nữa thì diệt gọn gờ mở ba ở Trung Du, địch đã rút kinh nghiệm nên lần này chúng không mắc lừa ta. Có tiếp tục đánh điểm diệt viện thì cũng phải biến hóa. Cần tổ chức tổng kết thật kỹ để rút ra bài học. Chúng tôi đã triệu tập cán bộ về trước trong khi đơn vị đang rút quân để tiến hành hội nghị tổng kết. Mời anh tới dự. Anh Trường Trinh nói cuối tháng 3, bác và Trung ương đã nhận được báo cáo của anh và anh Nguyễn Trí Thanh đề nghị sau chiến dịch Hoàng Hoa Thám sẽ mở chiến dịch tại Liên Khu 3, không đánh móng cái. Liên Khu 3 báo cáo lên đã chuẩn bị cả rồi, đồng bào rất mong bộ đội về. Đánh đồng bằng khó, nhưng hiện nay ngoài Trung Du và đồng bằng chưa có nơi nào khác. Trung ương thấy nên mở một chiến dịch nữa trước mùa mưa. Bộ đội cần củng cố và nghỉ ngơi bao nhiêu thời gian, chiến dịch vừa rồi không tiêu diệt được nhiều sinh lực địch nên cán bộ, chiến sĩ đều mong đánh tiếp. Sẽ mở chiến dịch ở Liên Khu 3, nhưng cụ thể là đâu, xin báo cáo với Trung ương sau. Tôi nghĩ chỉ sau vài tuần, bộ đội có thể lên đường. Anh Trường Trinh hẹn sẽ tới dự hội nghị tổng kết. Trở về cơ quan, thấy có đoàn cán bộ vừa ở Liên Khu 3 về đang báo cáo, tôi vào nghe luôn. Ngay trong thời gian ta tiến hành chiến dịch ở Đông Bắc, Bộ Tổng tham mưu đã phái cán bộ xuống liên khu 3 tìm hiểu tình hình. Qua các báo cáo, tôi được biết vì phần lớn những đơn vị Âu Phi bị dồn lên phía bắc đối phó với ta, nên lực lượng địch ở phía nam đồng bằng liên khu 3 hầu hết là ngụy binh. Tại đây, quân cơ động ít, thế bố trí của địch phân tán, công sự chưa được củng cố nhiều. Điều đáng lo ngại là địch đã lợi dụng một số giáo dân lập tể vũ trang ở nhiều nơi và tổ chức một mạng lưới gián điệp khá nguy hiểm. Sau khi nắm được ý định của Trung ương, Liên Khu 3 đã xúc tiến công việc chuẩn bị chiến trường. Đồng chí Văn Tiến Dũng được cử làm trưởng ban chuẩn bị. Mạng đường xá từ Việt Bắc về Liên Khu 3 vào tới Thanh Hóa đã thông suốt. Về lương thực, huy động được 5.000 tấn thóc, một số thực phẩm. Vụ chiêm năm nay lại được mùa, Liên khu ủy đã mở lớp cán bộ phục vụ chiến dịch gồm 200 chi ủy viên và huyện ủy viên. Theo đánh giá của các đồng chí vừa đi về thì so với các tỉnh ở Liên khu 3, Ninh Bình là nơi địch yếu hơn cả. Tôi sang điểm mạc gặp bác. Nghe tôi báo cáo tình hình xong, bác nói đã trao đổi với đồng chí Trường Trinh. Đờ lát bề ngoài hùng hổ, nhưng không phải là anh hăng máu vịt mà rất khôn ngoan cũng không nên coi thường X A L -A Chính xã lăng đã quyết định không đưa viện lên đông bắc trong khi đờ lát còn ở paris. nhưng cũng có thể nói cả đờ lát và X A, -A vẫn còn e chủ lực ta. trước chiến dịch biên giới quân địch chỉ mong tìm được chủ lực ta đánh một trận để tiêu diệt. bây giờ chủ lực ta đi tìm nó chọc tức nó mà nó vẫn bấm bụng ngồi yên một chỗ không dám giao chiến với ta. không nói là nó hoàn toàn sợ ta nhưng nó còn đang phải chuẩn bị nó sẽ chờ lúc có lợi tìm nơi có lợi để quyết chiến với ta thưa bác nhiệm vụ tiêu diệt nhiều sinh lực địch lúc này rất cần nhưng nếu thưa tiêu diệt được nhiều địch thì cũng phải đánh để nâng đỡ phong trào chiến tranh du kích mỗi lần ta mở chiến dịch là đồng bào hậu địch đỡ được những trận càn và chiến tranh nhân dân rất lên chú nói đúng bác trầm ngâm rồi nói tiếp tình hình Triều Tiên đã tốt hơn. Chí nguyện quân Trung Quốc dùng chiến thuật nhân hải nên đã đẩy lùi quân Mỹ về vĩ tuyến 38. Trung Quốc có trên 400 triệu dân mới làm được như vậy. Ta phải đánh theo cách của ta. Phải hết sức tiết kiệm xương máu của chiến sĩ. Quân không cần đông. Dân ta nghèo, quân nhiều lấy gì mà nuôi. Trần Quốc Tuấn nói, quân quý ở tinh, không quý ở nhiều. Bao giờ thì xây dựng xong năm đại đoàn? cố gắng trong năm nay, vừa tổ chức vừa trang bị xong. Vũ khí một phần dựa vào bạn, một phần lấy của địch, một phần do ta sản xuất. Mình nghĩ cũng chỉ cần năm hoặc sáu đại đoàn. Bác nói. Trung tuần tháng Tư, Bộ Chính trị họp dưới sự chủ tọa của bác nghe báo cáo về chiến dịch Hoàng Hoa Thám và chủ trương mở tiếp một chiến dịch trước mùa mưa. Sau khi báo cáo về kết quả, những khó khăn, những hạn chế của chiến dịch, tôi nói tổng quân ủy đã quyết định trong tổng kết chiến dịch sẽ tiến hành tự phê bình để rút kinh nghiệm đề nghị bác và anh trường trinh tới dự hội nghị tổng kết chiến dịch bác nói tự phê bình là cần nhưng tự phê bình phải tăng cường đoàn kết rút ra được bài học kinh nghiệm xây dựng được lòng tin vào chiến dịch sau trong cuộc họp này bộ chính trị quyết định mở chiến dịch hà nam ninh thuộc liên khu nam đồng bằng của Bác lưu ý phải đặc biệt chú ý công tác tranh thủ đồng bào công giáo vì kẻ địch ở đây có những mưu mô thâm độc nhằm lợi dụng tôn giáo để chống lại kháng chiến, chống lại cách mạng. Ngày 20 tháng 4 năm 1951, Trung ương ra nghị quyết mở chiến dịch Quang Trung bí danh của chiến dịch Hà Nam Ninh ở liên khu 3, nhằm tiêu diệt một bộ phận sinh lực địch, phá tan khối ngụy binh, đẩy mạnh chiến tranh du kích và tranh thủ nhân dân. Đảng ủy chiến dịch gồm các đồng chí Võ Nguyên Giáp, Nguyễn Trí Thanh, Lê Thanh Nghị, Văn Tiến Dũng, Hoàng Văn Thái, Hoàng Sâm. Tôi là bí thư đảng ủy, chỉ huy trưởng chiến dịch. Ngày 26 tháng 4, hội nghị kiểm điểm chiến dịch đường 18 được tổ chức tại khu căn cứ. Bác tới hội nghị. Người nói. Chú trọng phê bình mình trước, phê bình người sau, phê bình mình là trinh, phê bình người là phụ từ phê bình vào phê bình cốt để thống nhất tư tưởng. Tư tưởng có thống nhất, hành động mới thống nhất. Tất cả mọi người phải có tinh thần phụ trách. Trước khi làm phải thảo luận cho kỹ, để chủ trương cho đúng và kế hoạch cho sát và khi ác quyết định rồi thì phải tuyệt đối phục tùng, phải vững lòng tin tưởng, phải quyết tâm thực hiện không một chút do dự. Cán bộ cần phải thương yêu đội viên. Từ tiểu đội trưởng trở lên, từ tổng tư lệnh trở xuống, phải săn sóc đời sống vật chất và tinh thần của đội viên, phải xem đội viên ăn uống như thế nào, phải hiểu nguyện vọng và thóc mở AC của đội viên. Bộ đội chưa ăn cơm, cán bộ không được kêu mình đói. Bộ đội chưa đủ áo mặc, cán bộ không được kêu mình rét. Bộ đội chưa đủ chỗ ở, cán bộ không được kêu mình mệt. Thế mới dân chủ, mới đoàn kết, mới tất thắng. Quân đội đánh giặc là vì dân, nhưng không phải là cứu tinh của dân mà có trách nhiệm phụng sự nhân dân phải làm cho dân tin dân phục dân yêu mỗi quân nhân phải là một cán bộ tuyên truyền bằng việc làm của quân đội dân như nước quân như cá phải làm cho dân hết sức giúp đỡ mình thì mình mới đánh thắng giặc sau chiến dịch hoàng hoa thám đây là lần thứ hai bác nói về mục đính và tác phong phê bình bác đã nhìn thấy cái gì sẽ diễn ra sau một trận đánh gặp nhiều khó khăn trong phê bình, trước hết là tự phê bình. Điều này đã mang lại một chất lượng mới trong những cuộc kiểm điểm rút kinh nghiệm, vì không ai hiểu được những lỗi lầm của từng người trong một trận đánh bằng bản thân người trực tiếp tham gia chiến đấu. Khi mỗi người đã nói rõ được những ưu, khuyết điểm của mình thì những lời góp ý kiến, phê phán của chung quanh cũng ít đi. Cuộc kiểm điểm rõ ràng là đạt kết quả tốt vì nó bắt nguồn từ sự tự giác mọi người lại phấn khởi lên đường đi vào chiến dịch thứ tư liên tiếp trong vòng 8 tháng. Cũng từ đó ta thường nói tự phê bình và phê bình thay cho phê bình và tự phê bình. Châu Thổ Sông Hồng là vùng đồng bằng lớn thứ hai của cả nước chỉ đứng sau đồng bằng sông Cửu Long. Với 900.000 hecta đất nông nghiệp và một phần sáu dân số của Việt Nam, đồng bằng Bắc Bộ được coi là kho người, kho của. Ở đây có một hệ thống đường bộ, Đường thủy, đường sắt, đường không nối liền miền Bắc với miền Trung, miền Nam và thế giới bên ngoài. Gần 200 km bờ biển với nhiều cửa sông lớn nhỏ, thuận tiện cho tàu, thuyền ra vào. Ngoài khơi có nhiều hòn đảo như Bạch Long Vĩ, Long Châu, Cát Bà, Cát Hải. Là những vị trí tiền tiêu lợi hại và bảo vệ đất hến nằm trên biển Đông. Đồng bằng Bắc Bộ giữ một vị trí đặc biệt quan trọng trong chiến tranh vì có thủ đô Hà Nội và nằm tiếp giáp với Việt Bắc, căn cứ địa của cả nước. Năm đầu kháng chiến toàn quốc, quân Pháp mới chiếm Hà Nội và một số thành phố, thị xã như Hải Phòng, Hải Dương, Kiến An, Hà Đông, Nam Định và những vùng phụ cận trên dưới 10 km. Nhưng Đảng ta đã dự đoán sớm muộn địch sẽ mở rộng chiếm đóng ở đồng bằng Bắc Bộ. Ngày 25 tháng 11 năm 1948, chính phủ ra sắc lệnh thành lập Liên khu 3 gồm 12 tỉnh: Hải Phòng, Kiến An, Thái Bình, Hưng Yên, Hải Dương, Hà Nội, Hà Đông, Sơn Tây, Hà Nam, Nam Định, Ninh Bình và Hòa Bình. Đây là sự hợp nhất các chiến khu 2, 3 và 11. Diện tích Liên khu khoảng 16.000 km vuông. Phía đông giáp với biển Đông. Phía bắc và tây bắc tiếp giáp các tỉnh trung du quảng yên bắc ninh bắc giang phúc yên vĩnh yên phú thọ phía tây và tây nam tiếp giáp sơn la thanh hóa liên khu ủy ba được đảng chỉ định gồm các đồng chí nguyễn văn chân lê thanh nghị đỗ mười lê quang hòa nguyễn khai đồng chí nguyễn văn chân là bí thư tư lệnh liên khu là thiếu tướng hoàng sâm đồng chí lê quang hòa là chính ủy đồng chí Hoàng Minh Thảo là liên khu phó. Liên khu 3 có 6 trung đoàn chủ lực, 34, 42, 48, 52 vốn là trung đoàn Tây Tiến, 64, 66. Lực lượng tuy đông, nhưng trang bị còn rất thiếu thốn. Bộ đội ta hoạt động theo phương thức đại đội độc lập, tiểu đoàn tập trung đánh nhỏ, đạt hiệu suất cao. Phong trào dân quân du kích tại đồng bằng rất phát triển. Đến cuối năm 1948, toàn liên khu đã xây dựng được 480 làng kháng chiến. Mỗi làng có lũy tre dày đặc bao quanh, hào giao thông, hầm hố chiến đấu, hầm cất dấu lương thực, hầm bí mật, trạm canh gác. Trong những đợt càn quét, số lấn địch đánh vào làng kháng chiến chiếm 3 phần tư tổng số những cuộc tiến công. Địch dùng cả máy bay, đại bác phá hủy các công sự, rào lũy và khi lọt được vào làng chúng thường đốt phá bắn giết rất dã man. Ở những làng kháng chiến như vật lại Sơn Tây, Tam Hưng Hà Đông, Nông Hóa Hòa Bình, Liên minh Nam Định. Nhiều làng kháng chiến dọc đường năm thuộc các huyện Bình Giang, Thanh Hà, Kim Thành Hải Dương, Ân Thi, Khoái Châu Hưng Yên. Từng đại đội, tiểu đoàn địch tiến công cả ngày, thậm chí hai, ba ngày liền bị tổn thất nhiều mà vẫn không lọt được vào làng. Đường số 5 nối liền Hà Nội với cảng Hải Phòng trở thành một mặt trận thường xuyên nổi sấm lật đổ từng đoàn tàu, tiêu diệt nhiều xe vận tải của địch. Kết hợp với những hoạt động quân sự chống càn, đánh giao thông, tiêu diệt những đồn bốt lẻ, các cuộc đấu tranh chống giặc bắt lính cùng với công tác địch vận diễn ra trên diện rộng. Mỗi người dân trở thành một cán bộ địch vận. Nhiều binh sĩ, sĩ quan ngụy đã chống lệnh đi bắn giết nhân dân, đảo ngũ tập thể, quay súng bắn lại địch và làm nội ứng cho lực lượng vũ trang ta. Chỉ riêng Đông Xuân 1948 đến 1949, ta đã đánh 14 trận nội ứng diệt 14 đồn giặc. Hơn 2.000 lính ngụy mang súng ra hàng, hoặc vứt súng trở về quê hương. Quân địch đóng tại những thành phố, thị xã thực tế là nằm trong vòng vây của phong trào chiến tranh nhân dân rộng lớn. Các tuyến đường giao thông của địch từ Hà Nội với một số tỉnh chung quanh, đặc biệt là đường Hà Nội, Hải Phòng luôn luôn bị uy hiếp. Cuối năm 1949, sau khi giải phóng quân Trung Quốc tiến xuống Hoa Nam, Pháp đã có chủ trương chiếm đóng toàn thể đồng bằng Bắc Bộ hình thành một tuyến ngăn chặn chiến lược trên miền Bắc. Dành kho người, kho lương thực, phá cuộc chuẩn bị tổng phản công của ta, bảo vệ con đường huyết mạch từ Hà Nội xuống cửa biển Hải Phòng để phòng trường hợp phải rút khỏi miền Bắc. Từ tháng 10 năm 1949 đến tháng 5 năm 1950, Địch tổ chức 6 cuộc hành binh lớn đánh chiếm 8 tỉnh vùng đồng bằng liên khu 3. Chúng mở liên tiếp những trận càn quét bình định, càn quét tới đâu, lập ngay ngụy quân, ngụy quyền, xây dựng đồn bốt tới đấy. Đồn bốt địch ken dày các tỉnh đồng bằng, chia cắt vùng châu thổ sông Hồng thành nhiều ô nhỏ. Giặc Pháp dùng mọi thủ đoạn khủng bố, mua chuộc, khống chế đồng bào ta, làm cho dân chúng sợ không dám ủng hộ kháng chiến. Đặc biệt Chúng lợi dụng tín ngưỡng của giáo dân và sử dụng một số tra cố phản động để gây chia rẽ lương giáo, phá khối đoàn kết dân tộc, lôi kéo những người có đạo chống phá cách mạng. Tại vùng tạm bị chiếm, nếu phát hiện nơi nào có lực lượng vũ trang ta, chúng lập tức tung quân bao vây tiến công tiêu diệt hoặc đẩy bật lực lượng ta ra khỏi địa bàn. Tháng 3 năm 1950 Bộ tổng tư lệnh đã có huấn lệnh về nhiệm vụ quân sự năm 1950 cho liên khu 3 huấn lệnh số 62HLA3 ngày 15 tháng 3 năm 1950 xác định đồng bằng Bắc Bộ là nơi cung cấp phần lớn nhân lực vật lực cho kháng chiến ở Bắc Bộ. Vì vậy, địch sẽ mở rộng phạm vi chiếm đóng để gây cản trở cho chuẩn bị tổng phản công. Và dự đoán cuộc chiến đấu ở chiến trường liên khu 3 sẽ ngày càng trở nên ác liệt hơn. Bộ đội và đồng bào liên khu 3 sẽ gặp nhiều khó khăn gay gắt nhưng những khó khăn này chỉ có tính chất tạm thời bộ đội và nhân dân liên khu ba với truyền thống đấu tranh bất khuất kiên cường và những tiềm năng to lớn nhất định sẽ vượt qua địch chiếm đóng toàn bộ liên khu ba gây cho ta nhiều khó khăn mới hậu phương trực tiếp của chiến trường đồng bằng bị thu hẹp chỉ còn lại vùng rừng núi kim bảng hà nam lạc thủy kim bôi tân lạc hòa bình gia viễn nho quan ninh bình để chuẩn bị chuyển sang đánh lớn, ba trung đoàn của liên khu được tập trung để thành lập đại đoàn 320. Một trung đoàn kết hợp với bộ đội liên khu 4 thành lập đại đoàn 304, một trung đoàn khác chuyển sang xây dựng đơn vị liệu pháo 105. Bộ đội chủ lực của liên khu thời gian này chỉ còn lại trung đoàn 42. Tháng 9 năm 1950 phối hợp với chiến dịch biên giới Lực lượng Vũ Trang Liên khu 3 cùng với đại đoàn 304 đã mở chiến dịch Trần Hưng Đạo ở Ninh Bình và vùng hậu địch. Loại khỏi vòng chiến đấu gần 700 quân địch, tiêu diệt và bức rút 44 vị trí, lật đổ ba đoàn tàu và phá hủy nhiều xe quân sự địch. Nhận thấy tinh thần sa sút của quân địch sau thất bại ở biên giới, Liên khu ủy 3 quyết định không bỏ lỡ thời cơ. Trong tháng 11 năm 1950, thực hiện chủ trương của Liên khu ủy các tỉnh đồng bằng đều đẩy mạnh đánh du kích, xây dựng làng kháng chiến, chống địch càn quét. Bộ đội và du kích bao vây quấy rối các đồn bốt địch làm chúng mất ăn mất ngủ. Ở một số nơi, đêm đêm du kích tổ chức hành quân với lực lượng rất đông, mang theo những khẩu pháo giả làm bằng thân cây chuối, kết hợp với việc tung tin chủ lực Việt Minh đã về làng. Quân địch hoảng hốt bỏ đồn rút chạy về thị trấn phong trào chiến tranh du kích nổi lên như sóng cồn quét đi từng mảng tổ chức ngụy quyền ở cơ sở. Quân địch phải co lại cố thủ trong đồn không dám ra ngoài. Ngày 6 tháng 12 năm 1950, địch rút chạy khỏi thị xã Hòa Bình. Bên tả ngạn sông Hồng, mỗi tỉnh đã có hàng chục căn cứ nhỏ sau lưng địch. Đặc biệt tại Hải Dương, Hưng Yên, Thái Bình ta mở được khu du kích và căn cứ du kích Nam Bắc sông Luộc. Trong đó có căn cứ du kích Liên Hoàn Tiên Duyên Hưng thuộc ba huyện phía Bắc tỉnh Thái Bình. Căn cứ Tiên, Duyên, Hưng trở thành một điểm tựa rừng chắc, một bàn đạp tiến công của ta ở đồng bằng. Ở Hữu Ngạn sông Hồng, quân địch đối phó quyết liệt nhưng chúng ta cũng khôi phục được nhiều cơ sở, xây dựng được một số khu du kích sau lưng địch ở Hà Đông, Hà Nam, Ninh Bình. Cuối tháng 12 năm 1950, phối hợp với chiến dịch Trung du lực lượng Liên Khu 3 và Đại đoàn 320 mở chiến dịch mùa xuân tại khu vực Tây Bắc tỉnh Sơn Tây. Qua 7 ngày chiến đấu đã tiêu diệt và bắt sống hơn 700 địch, thu vũ khí đủ trang bị cho một tiểu đoàn chủ lực và một đại đội địa phương, phá vỡ một mảng tề rõng ở khu vực Tây Bắc Sơn Tây. Mặc dù phải đương đầu với những cuộc tiến công liên tiếp trên mặt trận chính, nhưng Đờ Lát vẫn coi trọng việc đối phó với chiến tranh du kích đang làm mục ruống đồng bằng Bắc Bộ nơi ông ta đã đánh giá là có vai trò quyết định trong chiến tranh đông dương đờ lát chia lại vùng châu thổ sông hồng thành ba khu ngoài khu nam john vút đã có từ trước sở chỉ huy đặt tại nam định đờ lát lập thêm khu tây john Aos, với sở chỉ huy ở hà nội và khu bắc john nord với sở chỉ huy ở hải dương tư lệnh khu kiêm cả trách nhiệm bảo vệ lãnh thổ và tiến hành tác chiến sau chiến dịch trung du Đờ Lát lập tức cho các binh đoàn cơ động quay về đồng bằng cản quét, bình định. Những trận càn diễn ra với quy mô lớn hơn trước nhiều. Trong tháng 2 và tháng 3 năm 1951, lực lượng vũ trang và nhân dân liên khu 3 phải liên tiếp đối phó với những cuộc vây quét của những binh đoàn cơ động. Cường độ đánh phá của địch chỉ giảm đi trong thời gian bộ đội chủ lực ta mở cuộc tiến cống trên đường 18. Nhưng chiến dịch Hoàng Hoa Thám vừa kết thúc những cuộc càn lớn lại tiếp tục một cách dữ dội hơn. Đờ Lát rất lo ngại chiến tranh du kích phát triển ở Đồng Bằng, đe dọa phía sau quân đội Viễn Trinh. Lo lắng của Đờ Lát tập trung vào vùng Vĩnh Bảo, Hải Dương, nơi trung đoàn 42 của Liên Khu 3 đang đứng chân. Ngày 18 tháng 4 năm 1951, Đờ Lát huy động 15 tiểu đoàn bộ binh, 4 cục pháo, 2 thủy đội xung kích và xe bọc thép tập trung ở Ninh Giang để mở một cuộc tảo thanh trong vùng cuộc hành binh do tướng Delina ZZ Lineres, tư lệnh Bắc Bộ chi huy. Ngày 19 tháng 4, ba binh đoàn cơ động bắt đầu càn quét khu vực trong khi tàu chiến địch tuần tiễu trên các con sông. Xe tăng và những tiểu đoàn địa phương chiếm giữ mọi con đường, chia cắt khu vực thành từng ổ. Những toán nhỏ binh lính đi trước thăm dò. Nếu gặp bộ đội, du kích ta nổ súng thì đại bộ phận quân địch dồn tới bao vây dựa vào hỏa lực pháo binh và sức mạnh của xe tăng để tiêu diệt. Đi sau mỗi binh đoàn có một tiểu đoàn chuyên làm nhiệm vụ lùng sục các làng, khống chế dân chúng. Qua một tuần càn quét, ngày 26 tháng 4, binh lính Pháp tới bờ biển vẫn chưa phát hiện trung đoàn 42. Nhưng buổi nhiều, binh đoàn cơ động số 1 bị hai tiểu đoàn địa phương chặn đánh ở An Cơ. Sau đó những trận tập kích của trung đoàn 42 đã diễn ra tại những nơi quân Pháp không hề chờ đợi nó bắt đầu cũng như kết thúc rất nhanh khiến lực lượng cơ động của địch rất đông và mạnh không kịp đối phó. Cuối cùng, sau nửa tháng càn quét, ngày 5 tháng 5, năm, Z phát hiện được trung đoàn 42 đang có mặt ở kẻ sặt. Z ra lệnh cho tướng Betsu Betsu tập trung lực lượng mở một cuộc hành binh mang tên bỏ sát thép thay để quyết định số phận trung đoàn 42 và kết thúc cuộc hành binh đã quá kéo dài. Cuộc tiến công được chuẩn bị kỹ lưỡng và triển khai ban đêm nhưng khi tiến vào kẻ sặt thì toàn bộ trung đoàn 42 cũng như bộ đội địa phương và dân quân du kích đều đã biến khỏi đây. Quân địch đã không thể tiêu diệt được lực lượng vũ trang ta rất quen thuộc địa hình lại được nhân dân che chở. Nhưng do tương quan lực lượng quá chênh lệch, sau nhiều trận cản như vậy, hầu hết các khu du kích. Căn cứ du kích của ta vừa được xây dựng hoặc phục hồi từ chiến dịch biên giới lại chuyển thành vùng tạm bị chiếm, Địa bàn được lựa chọn trong chiến dịch Quang Trung là ba tỉnh, Hà Nam, Nam Định, Ninh Bình thuộc khu Nam Đồng Bằng của địch. Đây là vùng quân địch mở rộng chiếm đóng từ giữa tháng 10 năm 1949. Chúng đã nhảy dù xuống phát diệm, cho tàu chiến đổ bộ quân lên Xuân Trường đánh chiếm hành thiện, Bùi Chu. Sau đó mở rộng chiếm đóng ba huyện phía Nam Ninh Bình và sáu huyện phía Nam Nam Định là những vùng tập trung đông đảo giáo dân, chúng sử dụng giám mục Lê Hữu Tử, đã từng là cố vấn trong chính phủ của ta trước đây, đứng ra thành lập khu công giáo tự trị, tổ chức được 22 đại đội vệ sĩ và một tiểu đoàn tự lực. Mỗi nhà xứ đều có từ một tiểu đội đến một trung đội do linh mục trực tiếp chỉ huy. Tại Bùi Chu, chúng thành lập ra tỉnh công giáo tự trị Bùi Chu gồm các huyện Xuân Trường, Giao Thủy, Hải Hậu, Trực Ninh và một phần huyện Nam Trực tòa giám mục Bùi Chu biến thành cơ quan đầu não của ngụy quyền và hệ thống lực lượng vệ sĩ. Linh mục Hoàng Quỳnh được phong là tổng chỉ huy lực lượng tự vệ công giáo ở cả Phát Diệm và Bùi Chu. Gác chuông nhà thờ trở thành tháp canh. Mỗi nhà xứ đều có nhà tù, nơi tra tấn. Các cơ quan chỉ đạo của ta, cán bộ và lực lượng vũ trang đều bị bật ra ngoài. Địch đã thực hiện được âm mưu chia rẽ lương giáo biến giáo dân thành bia đỡ đạn và lính đánh thuê giết hại đồng bào, chống lại kháng chiến, biến vùng đất thánh thành những pháo đài quân sự. Bùi Chu và Phát Diệm trở thành trưng tâm của lực lượng công giáo phản động ở Liên Khu 3, nơi có 500 nhà thờ và 80 vạn giáo dân. Địch ỷ vào vùng này có cơ sở giáo dân, nên lực lượng của chúng ở đây so với toàn khu là nơi yếu hơn cả. Quân chiếm đóng ở Hà Nam Ninh có 4 tiểu đoàn và 27 đại đội hầu hết đều là ngụy binh tuyển mộ trong giáo dân. Một tiểu đoàn bộ binh thuộc Trung đoàn 6 bộ binh thuộc địa 6 RIC đóng ở Nam Định làm nhiệm vụ cơ động tại địa phương. Tại khu Nam Đồng Bằng, địch đóng hơn 100 vị trí, trên 20 vị trí từ đại đội trở lên. Riêng tại Ninh Bình có 50 vị trí, trong đó có 9 vị trí từ đại đội trở lên. Bác căn đặn bộ đội, tiêu diệt địch nhưng nhất thiết phải lấy được lòng dân. Muốn thế, các chú phải đánh thắng, giữ kỷ luật cho nghiêm và tôn trọng dân, yêu mến dân. Đánh thắng, giành lấy thắng lợi quân sự tức là đặt cơ sở cho thắng lợi chính trị. Lực lượng tham gia chiến dịch gồm 3 đại đoàn, 308, 304, 312, 5 đại đội pháo binh, một số đơn vị công binh, 4 tiểu đoàn bộ đội địa phương tỉnh và dân quân du kích. Đại đoàn 304 vừa được trang bị lại bằng vũ khí của bạn vũ khí của đại đoàn hầu hết là chiến lợi phẩm thu của địch, được bổ sung cho đại đoàn 320 là đơn vị thường xuyên hoạt động ở hậu địch. Về mức tiêu diệt địch, Bộ Tổng Tham Mưu đề nghị một con số khiêm tốn, ba tiểu đoàn, vì sắp tới mùa mưa, thời gian chiến dịch không thể kéo dài. Cuối tháng 4, chúng tôi lên đường đi chiến dịch. Cuộc hành quân từ Quảng Nạp, Thái Nguyên về liên khu ba tương đối xa cán bộ từ cấp cục trở lên được dùng xe đạp. Đầu tháng 5, tới Nho Quan, Ninh Bình. Các anh Lê Thanh Nghị, Văn Tiến Dũng, Hoàng Sâm trong đảng ủy liên khu ba đón ở Xích Thổ. Kể từ ngày toàn quốc kháng chiến, đây là chiến dịch lớn đầu tiên của bộ mở ở Đông Bằng. Chúng tôi gặp nhau tay bật mặt mừng, rồi cùng về sở chỉ huy chiến dịch tạm thời đặt ở vùng Châu Sơn. Tình hình địch có thay đổi, một bộ phận binh đoàn cơ động số 4 vừa được điều về phủ lý. Đảng ủy quyết định chọn hướng chính của chiến dịch là thị xã Ninh Bình, tỉnh lỵ của Ninh Bình. Lần đầu bộ đội ta tiến công vào một thị xã ở đồng bằng Bắc Bộ sẽ tạo nên một tiếng vang lớn. Chúng tôi nhận thấy cuộc tiến công nổ ra bất thần chắc chắn sẽ giành thắng lợi ngay từ đầu, nhưng tình hình địch sẽ biến chuyển mau lẹ, toàn khu vực lại là vùng đồng chiêm ngập nước. Rất nhiều sông ngòi và có nhiều đường giao thông thuận tiện cho việc di chuyển trên bộ cũng như trên sông của địch dưới sự yểm trợ của máy bay đại bác nhưng lại gây nhiều khó khăn cho ta đảng ủy đề ra nguyên tắc chỉ đạo tác chiến đánh ăn chắc chắc thắng mới đánh dù đánh lớn đánh nhỏ đều phải đánh với điều kiện nắm chắc phần thắng lợi rút kinh nghiệm đánh viện trên đường đa phúc vĩnh yên đảng ủy nhắc các đơn vị nếu viện binh địch xuất hiện trong điều kiện có lợi cho ta thì vận động tiêu diệt địch Trước mắt tranh thủ tiêu diệt nhiều vị trí địch cùng một lúc nếu có điều kiện thì tiêu diệt viện. Ngày 22 tháng 5 năm 1911, Bộ Chỉ huy Chiến dịch trao nhiệm vụ cho các đơn vị, Đại đoàn 308 và Đại đoàn 304 tiêu diệt một số vị trí ở thị xã Ninh Bình và vùng chung quanh Ninh Bình, Phát Diệm, Đại đoàn 320 hoạt động ở Hà Nam. Tôi nhấn mạnh chỉ thị của Trung ương đối với chiến dịch, tuyệt đối không được chủ quan khinh địch phải tranh thủ nhân dân, chú trọng vận động ngụy binh, vận động đồng bào công giáo, thi hành chính sách của đảng trong các vùng có thể giải phóng. Với chiến dịch này, thắng lợi chính trị cũng quan trọng như thắng lợi quân sự trước khi chiến dịch mở màn. Đại đoàn 304 và đại đoàn 320 đã có mặt ở ngay khu vực chiến dịch. Để tạo cho quân địch một sự bất ngờ, đại đoàn 308 được lệnh hành quân từ chiến trường Đông Bắc tới thẳng vị trí tập kết chuẩn bị sẵn sàng khi tới nơi là có thể nổ súng ngay. 308 phải vượt một chặng đường dài trên 400 km từ vùng địch hậu Đông Bắc qua các tỉnh Bắc Giang, Thái Nguyên, Phú Thọ, Hòa Bình, Hà Nam, vượt qua ba con sông lớn: sông Lô, sông Thao, sông Đà. Một lần nữa, nhiều chiến sĩ lặng lẽ đi qua nhà, có lúc ngay trước mắt những người thân. Cuộc hành quân thâu đêm dưới những trận mưa đầu mùa, khi trời sáng muôn vàn dấu chân đã biến đi trên con đường đầy bùn nhão. Hạ tuần tháng 5, nhân dân các thị trấn đầm đa, chi nê, xích thổ bỗng thấy xuất hiện một đoàn quân giải vô tận với đầy đủ súng ống. Pháo nặng đi rất nhanh trên con đường từ đầm đa, xuyên về bến đế, trường yên. Bộ đội đi mãi miết dường như không kịp để mật tới những dãy hàng quán nhỏ đèn sáng trưng hai bên đường và đồng bào ủa ra hân hoan thì thào với nhau quân chủ lực Việt Bắc đã về. Trời sáng, các chiến sĩ 308 bắt đầu nhìn thấy những xóm làng nổi lên giữa làn nước bạc mênh mông, những cánh đồng chiêm lúa nhín rộ, những dặng núi đá nhấp nhô che kín cả chân trời. Họ biết mình đã tới đích đúng thời gian. Rất lâu rồi họ mới được thưởng thức hương thơm của gạo mới, bát canh cua đồng, quả cà ghém, ấm nước chè xanh của vùng quê đồng bằng. Nhìn những chiếc bảnh giày đã xe mặt, những cây luồng xếp đống trong làng, những chiếc đỏ giấu dưới lùm cây ven sông, họ biết đồng bào Ninh Bình đã chuẩn bị cho ngày này từ lâu. Hết phần 9, hồi ký đường đến điện biên phủ của Đại tướng Võ Nguyễn Giáp do Hiếu Mai thể hiện. Mr. PT hết kể chuyện lịch sử xin trân trọng cảm ơn và hẹn gặp lại quý vị và các bạn.